Cát Tường và Quyền Linh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là một chương trình tôi nghĩ rằng đem hạnh phúc lại cho rất là nhiều cặp đôi, thưa quý vị. Anh có nhớ cái cặp mà Đình Tuân với Út Thêm không? Nhớ. Cái anh chàng tóc dài đó. Chờ đợi chương trình mà tóc nó dài ra luôn đó. Bây giờ là chúng tôi đã nhận được tin vui từ cặp này nữa rồi quý vị. Nghĩa là trong thời gian vừa qua là chương trình đã nhận liên tục nhờ những cái thiệp báo hỷ, những cái người báo tin vui cho chúng tôi, thì những người làm chương trình như vậy cảm thấy rất là vui sướng và rất là hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với hai cặp đôi để xem họ có nhấn nút hẹn hò hay không. Bắt đầu chương trình. Hả mà. Em muốn tìm một người thật sự là có thể là dạy được em. Dạy thì không có ai quyền để dạy. Đúng rồi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, là nói là đầu tiên em cũng gửi lời chào và là chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường, người bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Phương Khanh, 27 tuổi, đến từ Cà Mau. Hiện tại em làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Em là nhân viên sản xuất cho công ty, sản xuất về mặt hàng điện tử. Dạ, hôm nay em đến chương trình cũng gửi tới món quà cũng 2 tháng rồi, do chương trình hẹn em lần đầu. Là do người bạn gái mẫu cuộc thừa, lần thứ hai bạn công việc gì đó, là hai món quà này em đã chuẩn bị 2 tháng. Món quà tuy nhỏ nhưng cũng là tấm lòng của em gửi đến anh chị. Em mong anh chị rồi, anh sẽ nhận giùm chị Cát Tường. Dạ. Chúc chị qua mà đưa chị ha. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều món quà này. Món quà của em cũng có ý nghĩa về sức khỏe. Nói chung là cho mùa đông thì sắp tới thì cũng lạnh, thì nhưng món quà của em là tốt cho sửa ấm, là những món quà của em là dầu nóng, là cho sức khỏe cho anh chị khỏi phải lạnh trong mùa đông. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Lê Kim Sâm, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang làm việc ở phòng khám Hữu Nghị ở Gò Vấp. Em đến từ Quảng Ngãi. Dạ. Ủa, em làm ở cái khoa nào trong chỗ phòng khám? Dạ, em làm khoa dược ạ. Rồi, hỏi bạn nữ đi. Hôm trước chương trình tính cho hai bạn gặp mà bạn... Mình cũng hỏi bạn nữ, bạn có phải là người mẫu quật thừa lần trước không bạn? Dạ, đúng rồi anh ạ. Ồ, vậy bên nay khỏe hẳn chưa em? Hôm nay hôm nay bạn sức khỏe được tốt chưa bạn? Dạ, cũng đỡ rồi anh, cũng khoảng 90% rồi ạ. Rồi, bạn nữ, bây giờ mình chia sẻ chút xíu về con đường tình duyên của mình đi bạn. Nó lận đận long đong thế nào mà bây giờ vẫn ế? Dạ thì em cũng trải qua một mối tình đầu tiên thôi ạ. Thì cái mối tình lúc đó là em đang là sinh viên năm đầu. Thì quen anh đó cũng lớn hơn em 3 tuổi thôi. Thì giống như là một số lý do là tính tình của hai đứa không có hợp nhau. Dạ, nên là chia tay cũng được hơn 2 năm rồi. Thì cái công việc của em á, tiếp xúc với mọi người cũng rất là nhiều, nhưng mà có lẽ là duyên chưa tới nên em chưa có quen ai được ạ. Cái này là nhân duyên dành cho bạn đó. Tại vì những người mà tham gia chương trình là chúng tôi phải trải qua, phải mời lên để mà gặp, rồi đi tìm người đúng yêu cầu của các bạn, rồi tìm đúng rồi tới ngày hẹn hai bạn lên. Bệnh bọn đó là chương trình vẫn chờ cái ngày mà hai bạn rảnh rỗi, đó là cái duyên đúng không? Đúng, sắp xếp được công việc mọi thứ, sức khỏe ổn định, ngồi đây gặp nhau, duyên vẫn còn đó. Không biết là hôm nay bạn có nắm bắt được hay không nha. Rồi, mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Với em á, thì từ trước tới giờ em sống chung với gia đình nên cái tính của em á, nó cũng hay còn con nít lắm. Em muốn tìm một người thật sự là chững chạc và chỉnh chu, để có thể giống như là anh có thể là dạy được em. Dạ, nói em nghe được á. Dạ. Trời ơi, bạn trai bên kia có muốn dạy bạn nữ không? Dạ, trong cuộc sống thì nói chung là dạy thì mình cũng không nói được tiếng gọi là dạy những điều sai. Lẽ phải thì hai người cùng tâm sự và đúng chia sẻ lẫn nhau thôi, chứ dạy thì không có ai quyền để dạy. Đúng rồi. Hay đấy. Bạn không thích điều gì ở bạn nam? Dạ, bạn nam đừng có quá gia trưởng. Người Cà Mau có gia trưởng không bạn? Dạ. Không, dễ không gì. Không đâu, dễ gì, miền Tây, miền Tây mà. Đừng có nói nhiều quá anh. Đây chắc không nói nhiều lắm đâu. Không, chứ em nghĩ anh này nói nhiều lắm đây. Sao vậy? Sao tự nhiên em đoán chưa thấy người ta mà biết người ta nói nhiều? Tại cái lúc vô anh giới thiệu á, em thấy anh cũng nói hơi nhiều. Nhưng mà cái này là cần phải như vậy, em muốn như vậy. Dạ, giống như là cái chuyện gì mà cần nói thì mới nói, còn không cần thì thôi. Không, anh đã qua anh khớp, anh rung rồi. Anh nói vòng vòng cái món quà anh thôi, đâu có gì đâu. Mùa đông nên tặng dầu nóng là đúng rồi. Sao bạn trai? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì lúc mà em 18 tuổi.
Và mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Sau này em biết ra là người đó là có công ăn việc làm, nói chung là ổn định gần nhà. Thì người đó thì lựa chọn như vậy rồi báo tin cho em. Vậy là lần đó tới giờ em không quen ai hết. Buồn quá. Dạ. Thôi chuyện cũ mình bỏ qua đi em. Bỏ qua chuyện cũ đi ha. Dạ. Bây giờ mình hâm nóng tình yêu bằng dầu nóng đi. Bà muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, em thì cũng không đặt ra vấn đề về bạn gái cao hết. Em thì muốn có một người bạn gái là nghĩ về gia đình nhiều chút. Là cho, nói chung là em từ nhỏ em tự lập, em không có lo lắng cho gia đình, cho ba mẹ em được nhiều. Thì sau này á, thì người bạn gái thay mặt em thương yêu ba mẹ em, cũng như thương yêu ba mẹ bên gia đình bạn gái à. Như vậy em cũng cảm ơn lắm rồi. Dạ. Bây giờ mình có, nãy mình nói về tính cách rồi ha, không thích gia trưởng, bây giờ về ngoại hình, mình có đặt ra cái chuẩn bạn trai của mình là mẫu người như thế nào không? Dạ thì em cũng không có đòi hỏi cầu kỳ lắm, em chỉ cần ảnh cao hơn em thôi, cao khoảng 1m68 trở lên là được. Ừ. Dạ. Mặt rồi. Mũi cái giờ cao to. Nhìn được là được, chị nhìn được là được. Đương nhiên chị nhìn là phải được rồi. Mắt chị đâu có vấn đề. Sao không được phải không? Vậy được rồi, chị coi đi, xem có gì chị nói với em. Đâu có được, phải biết ý em sao chứ, chị coi vậy là ý chị rồi. Chào chị. Rồi chị thấy anh này anh được dễ sợ luôn em. Thôi em ngồi đi, được rồi em ngồi đi. Cảm ơn em nha. Dễ thương quá trời dễ thương. Không, dễ thương thiệt chứ không phải vậy mà dễ thương đâu. Nhưng mà bây giờ bạn có cái điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Em không thích chỗ phụ nữ xe xua với lại nhiều chuyện. Như ví dụ như chuyện trong nhà thì nói chuyện với nhau thôi, đừng có nói chuyện người khác. Vậy thì em không thích. Ừ. À, bây giờ mình chuẩn bị tới kết hôn chưa? Dạ, có thể sớm nhất là cuối năm nay hoặc đầu năm cũng được. Vậy ha. Dạ, tại vì trong gia đình của em cũng nôn để cho em lập gia đình. Rồi. Đến qua anh coi đàn gái sao nha. Tình hình tiến sớm là được càng tốt. Chào anh. Dễ thương quá. Nãy giờ em nghe ảnh nói em cảm nhận sao? Em thấy giống như là người em đang cần tìm ạ. Dạ. Anh dễ thương lắm. Dạ. Anh thấy anh hiền lành lắm á. Dạ. Hả? Rồi, giờ cưới liền được không? Dạ, cho em thời gian tìm hiểu đi ạ. Nhiều. Bao lâu? Thì khoảng 6 tháng đến 1 năm là được. 6 tháng nha. Thì được rồi. 6 tháng được á. 6 tháng. Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có, em đi với sếp với lại mấy bạn ạ. À, chào chị. Xin chào hai MC rất là dễ thương, Quyền Linh. Dạ. Và Cát Tường. Dạ, chào tất cả khán giả trong trường quay. Thì em Sâm là làm việc với tôi cách đây cũng 2 năm rồi. Theo tôi đánh giá thì cái cô này rất là dễ thương, mà làm việc rất trách nhiệm, rất là sợ gia trưởng. Dạ, con công việc nhà con giỏi lắm, con nấu nướng này kia cũng được, con không gia trưởng. Cô ủng hộ mối tình này không cô? Cô thấy là dễ thương được, dễ thương. Nhưng mà quan trọng là cái cảm nhận của cô bé này. Dạ. Dạ, cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với người bạn đồng nghiệp và ba nuôi. À, ba nuôi. Rồi, chào bác. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào ekip chương trình, khán giả trường quay. Sao nhận làm con nuôi bác? Cháu nó ở gần, thấy cháu nó ngoan, rồi là nó đi làm này khác, nó chịu khó anh. Thế mà về nhà nó cơm nước này khác, nó giỏi. Thì thấy nó ngoan ngoãn thì mình nhận nó con cái, rồi nó cũng coi như là quan tâm đến gia đình, nó cũng như là con cái trong nhà. Dạ. Nói chung là đến với chương trình này là các cháu có nhiều cái thuận lợi. Vì mọi cái yêu cầu của các cháu là ban cố vấn chương trình người ta cũng coi như là tìm hiểu kỹ. Và các cháu ít nhất là đạt đến trên 50% những cái yêu cầu lớn của các cháu rồi. Thế còn những cái nhỏ nhỏ thì từ từ các cháu khi về sống với nhau thì rồi dần dần những cái nhỏ ấy thì rồi mình sẽ tự chia sẻ san lấp nó đi. Dạ. Chứ còn không thể có những cái mối tình nào mà ngay từ đầu chúng ta tìm nó đẹp cả được. Dạ. Theo bác nghĩ rằng là đã đến đây thì là các cháu được. Thế còn quyết định là các cháu. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn bác. Dạ. Cha nuôi nói vậy cũng tốt ha. Dạ, cũng cảm ơn ý kiến bạn. Của bạn không? Em có đi với bạn nữa phải không em? Dạ, bạn đồng nghiệp ngồi kế bên ba. Hỏi ý kiến của bạn tí. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em nhận xét. Chào khán giả. Dạ. Theo em thì em nhắn nhủ với anh Khanh một lời là phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ nha. Cô gái bên này là rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Ngắn gọn mà xúc tích đầy đủ ý nghĩa. Được đấy. Rồi, nào, bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Dễ thương đấy. Nào. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp em thì anh có món quà tặng em. Món quà của anh cũng không có giá trị gì vật chất cho mấy. Thì nói chung đây là cái giá trị tinh thần và sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Tặng em. Dạ. Tâm lý quá. Nói chung thì nói đi bạn. Cuộc gặp em thì anh cũng cảm nhận là thấy em dễ thương, cũng đối với anh là được
90% trong cái ánh nhìn của anh. Dạ. Còn về em suy nghĩ về anh như thế nào? Em thấy giống như anh là hình mẫu mà em đang tìm. Rồi đâu mà. Cảm ơn. Còn 90% bên như đang tìm. Rồi. Vậy thôi mình tính tới chuyện tương lai đi. Kế hoạch của mình sau này định hẹn hò sao rồi kết hôn. Em nghe nói anh ở Đồng Nai thì cái khoảng cách nó cũng hơi xa. Có thể những ngày anh nghỉ, ngày anh rảnh anh sẽ dành thời gian hết cho em. Tính em hay suy diễn lắm, nhiều khi em giống như là em hay giận hờn lắm, tính còn trẻ con lắm mà không biết anh có chấp nhận được không. Gì căng thẳng tháo kiến nào trời. Cũng không có gì để khó khăn đâu em, nếu mà yêu nhau thì xa, lâu gặp một lần nó mới quý. Chứ gần nhau hoài anh thấy không có chuyện gì để vui, không có chuyện gì mà để... Cái gì vậy? Lâu mốt vợ chồng ở nhà hoài rồi sao? Không phải, nói do hoàn cảnh bây giờ á, công việc, vì công việc người ta có người phải đi nước ngoài làm ăn, có người ở trong nước cũng chờ đợi như vậy. Anh với em thì trong nước Việt Nam cũng quá gần rồi, cũng không, nói chung là không có khó khăn gì cho mấy đâu. Giờ em thấy con tim mình thế nào Khanh? Dạ em có cảm động, rung động lắm rồi. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Con tim mình nó như thế nào? Hồi hộp. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Rồi nào, đặt tay ra sau nút bấm. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là thời khắc quan trọng nhất. 1 2 bấm. 3 Bấm mắt vợ. Ơi. Bọn trẻ bây giờ. Sao bạn nói sao, bạn trai nói sao, Khánh nói sao khác. Bấm sớm chứ không bấm sớm mắt vợ. Dễ thương mà. Nắm tay nhau đi bạn. Ôm không hôn mất vợ luôn á. Không hôn mà cho anh ôm. Cho anh ôm cái đi kìa. Thôi được rồi anh. Mình né như vậy. Anh đâu có hôi đâu. Nắm chặt tay nhau đi xem phim nào các bạn. Không buông đâu. Không buông nha. Rồi. Em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa yêu em. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Em hay khóc. Ủa sao vậy? Diễn viên khóc, ở đây em cũng khóc luôn. Em cũng là tính cũng hơi giống bạn nữ vậy. Trời ơi. Vô đó. Buông đâu. Trời ơi cặp nữa thì... Không buông đâu. Không buông ha. Không buông đâu. Nắm chặt tay nhau. Đúng không? Hãy các bạn hãy còn đang ế cho thầy nắm chặt tay nhau với những người mà mình cảm giác tình yêu đã đến để tìm hiểu, để đi đến hôn nhân. Còn bây giờ thì tôi lại tiếp tục tìm một cặp đôi họ nắm chặt tay như thế này quý vị nha. Mời quý vị đến cặp đôi thứ hai. Hả Ma. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Gì la dữ dọ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình đi em. Dạ em chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường và chào các khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ em tên Mỹ Linh, năm nay 27 tuổi ạ. Em ở Tây Ninh, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đang làm việc ở đâu? Dạ em làm ở thành phố chị. Làm thành phố quê Tây Ninh. Rồi, bạn trai. Dạ em xin chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Dạ chào bạn nữ bên kia. Dạ, em giới thiệu là em tên Phan Văn Cường. Dạ em ở quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Dạ em đang làm việc ở một công ty đóng tàu ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cụ thể là đốc công anh. Dạ. Đồn đốc viên giám sát công nhân nó làm. À, dạ. Cũng là quản lý đó ha. Dạ. Ba bao nhiêu tuổi hồi nãy chị chưa nghe? Dạ. Anh em năm nay mới 30 tuổi rồi chị ạ. 30. Rồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình một chút. Em hay khóc. Ủa sao vậy? Em mà xem phim nói gì tình cảm gia đình mà cái lúc cảm động á cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn. Thì em cũng là tính cô hơi giống bạn nữ vậy. Trời. Thì có thiệt luôn trước hả? Em có xem một cái cặp mà cũng chuyên dự chương trình Bạn Muốn Hò mà cặp mà anh này cũng lỡ thời rồi chị á cũng có chồng rồi á. À. Thì xem cái cặp đó em cũng anh bảo vệ chị bán cơm đúng không? Dạ chị bán cơm với anh bảo vệ. Dạ đúng rồi. Rồi ngồi khóc luôn. Vậy hai bạn này coi phim hai người khóc ngay đúng rồi. À, mình đúng muốn cái chuẩn người đàn ông là người như thế nào? Dạ khoảng cao 1m7 trở lên, có mắt to sáng với nụ cười đẹp của răng trỏn đó chị. Trời ơi. Có không anh Linh? Mắt có to nhưng mà cũng có con mắt nhỏ. Nụ cười đẹp. Cười này hả? Lúc đẹp lúc không. Bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi? Giống dạ nụ vậy? Cười giống anh là đẹp rồi. Wow. Dữ. Cười giống anh.
Bên đây cười đẹp hơn anh luôn nha. Điều gì mà không thích người bạn trai? Dạ em không thích mấy anh trai mà lăng nhăng quá chị. Với lại gia trưởng với lại tự cao á. Nếu mà có giỏi thật thì cũng nên khiêm tốn một chút. Với lại em không thích con trai mà tính của đàn bà chị. Tính nhỏ nhen hay tính toán chứ. Có đàn bà không? Có không anh Linh? Dạ không anh. Có gia trưởng không? Dạ không. Có tự cao không? Dạ không ạ. Thì các bạn nữ hồi nãy có quan nói là không có lăng nhăng thì cái đó thì em chắc chắn không nhăng. Tại vì em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa em. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Kiểm tra coi tường, cái vụ này nguy hiểm lắm á. Chị. Không sao vậy, sao mà 30 tuổi mà chưa yêu ai? Là em muốn là khi nào mình có công việc ổn định và có cái nhà ổn định thì em mới yêu. Yêu để. Đứng lên coi, đứng lên coi, coi có tiền không, cái gì không? Lên được. Dạ, em 1m73 chị. Không, mà liếc nữ có liếc nam không? Thấy nam thì cũng phải nhìn thôi chứ gì, nhưng mà gọi là cũng bình thường. Nhưng mà em thích trai hay thích con gái? Dạ thích. Thích nữ chứ chị. Ơi tên anh. Chắc không? Dạ chắc ạ. Dạ thì cũng trước giờ cũng nhiều bạn học chung với em bảo là em 30 tuổi rồi mà chưa yêu ai, cũng nhiều người cũng nghi ngờ em, nhưng mà em khẳng định là em 100% chị. Theo em sao gọi là thương, sao là yêu? Khi mình gặp người đó xong mình có cảm giác rất là bồng bềnh, giống như là mình có thể là quên mọi chuyện. Gặp ai đó mà bồng bềnh chóng ngợp là uống chai bia vô đó. Nói nghe nè, biết hung chưa? Dạ dạ chưa ạ. Chưa hung luôn. Chúc cho hung mình kia được không? Chắc có hồi hộp lắm á. Được. Trời, ngon lắm chú bộ, đừng có giỡn. Chờ chút xíu anh coi coi. Ủa, mà em có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, nếu mà tính tình đơn phương là em được 2 mối chị. Chưa yêu chính thức luôn hả? Dạ, có một cái chính thức ạ. À, chưa có rồi. Chính thức bao nhiêu năm em? Dạ, có 1 tháng anh. Trời ơi, yêu nhau lâu ghê vậy đó. Ủa, sao yêu có 1 tháng bỏ vậy? Dạ, anh đó anh hay đòi hỏi lắm anh. Đòi hỏi gì ạ? Dạ, đòi nắm tay nắm chân nha. Thì nắm tay bình thường gì đâu. Mà xa hơn chút nữa anh. Đòi gì nữa? Dạ, hơn cái đó nữa. Hơn nữa nha. Dạ. Hơn thôi, không hỏi. Anh là dễ thương lắm. Bên đây á, mà em quen với anh này là em phải đòi hỏi ảnh á. Em thích mấy người hiền hiền vậy. Phải không? Đừng có mọt chọt quá, đừng thấy gái mà lại nắm tay em chân liền em ghét lắm. Nhưng mà họ cho nắm tay là được rồi nha. Dạ nắm thôi, đừng làm gì nữa. Có hung nữa đó. Dạ thôi nắm tay không, thôi. Đấm nút là đồng ý yêu nhau rồi đó. Nhau được không? Không, tôi khỏi hà màng luôn. Dạ vậy cũng được. Hung được, hung được. À, bạn trai là mình có đặt ra cái tiêu chuẩn bạn nữ là như thế nào không? Do là em cũng chưa có yêu lần nào nên em cũng muốn bạn gái thì cũng có 1-2 mối tình trở lại thôi. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, sao nhìn dễ thương. Dễ thương là được rồi. Cô gái dễ thương lắm. Nè không tin tôi phải không? Bây giờ có đi với người thân không? Dạ em có đi với chị dâu với đi cháu gái với các bạn ạ. Rồi chào chị. Dạ em là chị dâu của bạn Cường. Nhìn em thì rất là dễ thương, có duyên. Hôm nay hai bạn mặc trang phục là rất là hợp. Thôi để ý tới trang phục luôn đi. Chị mà để ý kỹ lắm. Rồi em nghe kế tiếp coi làm sao. Dạ con là cháu của chú Cường ạ. Cháu hả? Dạ. Cháu thấy thím bên này sao cháu? Dạ con thấy thím bên này dễ thương á, hợp với chú của con ạ. Con thấy cái tính tình cũng vui vẻ, cũng hòa đồng. Chú con thì đi làm xong rồi về cứ ngủ thì lại đi làm vậy thôi, không có thời gian. Cho nên là chưa có tìm hiểu đi bạn gái. Chắc nay cũng là cơ hội cho chú để tìm hiểu ạ. Đúng rồi, cơ hội của chú nha chú. Chú phải nắm bắt á nha. Rồi. Dạ. Bạn gái dạ, đi em, với ai? Mình có đi với ai không? Dạ em đi với em gái với anh rể của em chị. Rồi, bên chị dâu bên anh rể. Dạ, chào chị Cát Tường với chú Hường Linh. Dạ, chào anh bên đây luôn ạ. Con khỏe không? Dạ con khỏe lắm, chú khỏe không ạ? Chú khỏe. Dạ. Con thấy sao con? Con thấy hôm nay anh cũng được, anh dễ thương á. Chút nữa bấm nút nha. Có yêu cầu anh trai anh rể gì không? Chị em hiền lắm, anh đừng ăn hiếp chị em. Anh thấy anh cũng hiền lắm nên chắc có vấn đề đó, chắc em yên tâm đi. Anh nghĩ chắc dạ. Chị em ăn hiếp ảnh. Hai bên nào cũng hiền hết trơn á. Thôi được rồi, cảm ơn em. Rồi kéo màn lên người, đi. Mạnh dạn lên nha. Em chào anh ạ. Em có món quà tặng anh. À, cũng lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà và bó hoa để tặng em. Dạ, chúc em cũng ngày nào cũng xinh như bó hoa này nha. Dạ cảm ơn. Dạ anh có gì muốn hỏi em không ạ? Em dễ thương quá. Dạ. Đúng như nãy giờ chị Tường nói thì đúng là dễ thương ạ. À. Cái chương trình này thì anh cũng mới biết cách nay 4-5 tháng thôi. Thì tới chừng anh xem mấy tập đầu anh cũng không nghĩ là sẽ đi lên đây để tìm vợ trên chương trình này. Nhưng mà tới chừng xem nhiều rồi anh ấy. Ồ chương trình này quá hay, quá ý nghĩa. Nên anh quyết định tham gia chương trình này. À. Thấy ảnh nụ cười ảnh đẹp không em? Dạ được vậy. Thiếu cái răng cỡn thôi xí xóa nha. Dạ, miễn cười đẹp anh được ạ. Tính anh thì cũng hơi nhút nhát nên hầu như là cái vấn đề mà bạn nữ gặp mà mấy bạn á nữ á
để mà mình mạnh dạn tỏ tình thì anh rất là kém cái phần đó. Em thấy anh nói chuyện cũng vui mà, thấy cũng cởi mở. Nếu mà tìm hiểu nhau được ok thì em không bao lâu kết hôn được. Dạ, mẹ em cũng hối lắm rồi, nhưng mà để em tìm hiểu khi nào mà em thấy tìm được một người phù hợp với mình, với lại người đó thương em thiệt lòng thì lúc đó sẽ cưới. Ủa sao em giống anh quá, tại vì anh bây giờ thì má anh cũng mong mỏi hàng ngày luôn là hồi đó lý do nhất, là lý do thứ hai thì đúng là anh muốn vợ thiệt. Cái gia đình anh thích chia sẻ việc nhà với vợ không vậy? Cái vấn đề nhà, việc nhà thì anh làm được. Dạ. Nấu ăn hay là giặt giũ hay là sửa ống nước, sửa điện, thứ gì anh đó làm được, ok. Em đang tìm người biết sửa điện, sửa nước. Ủa bạn nam biết nấu ăn luôn hả? Dạ. Wow, nấu món gì ngon nhất? Dạ thì em thì có sở trường chỉ làm được món bánh xèo chị ạ. Trời ơi, đổ bánh xèo luôn. Vậy là giỏi lắm rồi. Muốn trai con gái gì nói luôn đi. Con muốn thì... vợ quá mình phải nói hết đi chứ em. Dạ, muốn con thì anh muốn là nếu mà có điều kiện kinh tế thì khoảng chừng 3 ông đứa. Em thích ba đứa à. Phải có ít nhất, từ ít nhất phải có một đứa con gái. Dạ, em thì em thích con trai. Vậy nếu mà mốt mà sinh con gái thì em, anh sẽ đặt tên, còn nếu mà con trai thì em đặt tên được không? Dạ. Dạ. Anh biết hát nhạc sến gì không anh? Nhạc sến hả? Dạ. Hát trước đám cưới hay là hát trước mọi người đông như thế này anh chưa hát bao giờ. Giờ làm thử đi, làm thử ra đi. Cho nên suy cho cùng thì anh nên nằm bờ quan, không bên Tây bên Tàu mà chân đi hướng Việt Nam. Anh cầm đón chân sang chỉ mày anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Trời ơi trời. Ông hát mà ông căng thẳng dễ lúc nào, sao? Lúc nào mà vợ buồn thì buồn rồi hát nha. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ, anh cho em giữ không vậy? Thì anh nghĩ thì vấn đề giữ tiền thì ai quản lý tốt hơn thì người đó giữ. Nhưng mà anh thì tự nhận anh quản lý tiền anh rất là kém. Em cũng kém luôn anh ơi. Để chị giữ giùm cho. Để anh đi tường giữ cho, tôi cần gì lấy cũng được. Thôi giờ mình nói một câu gì tận đáy lòng của mình. Thì anh đấy nãy giờ gặp em thì anh thấy là yêu em. Từ cái nhìn đầu tiên rồi. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, quá xuất sắc. Em á, về ngoại hình là em ốm lắm, em xấu lắm, nhưng mà em không phải là một người yêu lý tưởng, nhưng mà nếu là một người vợ thì em sẽ hết lòng vì chồng vì con ạ. Anh trai nói một câu gì đó cho bạn nữ tự tin đi. Đẹp đấy. Dạ, nhiều có ai nói gì không? Dạ có. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em sợ bạn nữ không bấm nút thôi ạ. Sợ bạn nữ không bấm nút hả? Dạ. Nào, 3 2 1 hết thời gian. Bạn nữ lại bấm nút. Mừng quá. Có vợ rồi, có vợ rồi. Đây, cầm tay vô. Rồi không đi em. Ngủ không đầu đời của em á. Này cũng đầu đời của anh luôn mà. Trời ơi, càng bấm tay quý vị ơi. Rồi đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nói buông mới buông nha. 2 3. Im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Dạ chưa có đụng anh ơi. Ủa chưa đụng hả? Trời ơi bạn gái nó chưa đụng kìa. Trời ơi chưa đụng vậy ông. Đụng mạnh vô là làm lại. Thì nào được thôi. Mạnh vô, im, giữ im. Giữ im, im luôn. Thôi hổng quá. Thôi hổng quá. Diễm có cái vụ này lắm nghe. Cặp này như là kiếp trước gặp nhau rồi nè. Coi kỹ, trời ơi xứng đôi quá vậy trời. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ được ạ. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ừ. Cũng được. Được ha, 3 ngày được là gọi tôi nha. Dạ. Khoái cặp này quá ta, cặp dễ thương à. Bây giờ nữ hôn bạn nam cái đi nè, cho đặc biệt nè. Dạ thì em hôn ảnh nha. Ừ. Trời dễ thương gì đâu. Thôi chúc hạnh phúc. Mong tình của tụi em nắm chặt lại nhau bạn. Dạ. Có nào 3 ngày đám cưới thiệt luôn không? Thiệt đâu sao đâu, trời bình thường mà. Quá dễ thương luôn à. Dễ thương mà. Mong cho cặp này 2 ngày cưới luôn cho rồi. Quý vị biết không, đôi khi mình thấy người ta hạnh phúc mình cũng hạnh phúc không kém quý vị. Cảm ơn những tình cảm quý vị đã luôn luôn dành cho những cặp đôi trong Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.